Tôi tên là Nicholas. Bạn học lớp mấy? Tôi bạn lớp tôi học lớp 4. Bạn tên là gì? Tôi tên là Brian. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 4. Sinh nhật là sinh nhật. Tôi năm sáng sinh ngày. Sinh ngày 18 tháng 5. Sinh nhật là sinh nhật. Ngày 16 tháng 7. Tôi sinh ngày 1 tháng 3 năm 2008. Bạn thân là ăn bạn thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái.